5 dấu hiệu về bệnh mắt nguy hiểm bạn không nên bỏ qua. Việc phát hiện sớm vấn đề có thể giúp cứu thị lực của bạn. Đó là lý do bạn cần phải đi khám mắt ít nhất mỗi năm một lần và gặp các bác sĩ ngay nếu xuất hiện các triệu chứng đáng lo ngại. Dưới đây là 5 triệu chứng có thể chỉ ra tình trạng hoặc vấn đề nghiêm trọng về mắt của bạn mà không được bỏ qua. 1. Hiện tượng ruồi bay và chớp sáng. Những người lớn tuổi đôi khi sẽ thấy mắt có hiện tượng chớp sáng và xuất hiện ruồi bay với những đốm đen nhỏ, những vòng tròn, đường thẳng hoặc những đám mây đen như mạng nhện di chuyển trước mắt. Nếu như hiện tượng ruồi bay tăng đột ngột thì có thể là dấu hiệu đầu tiên của bong võng mạc, một tình huống khẩn cấp khi một lớp mô mỏng, võng mạc bị kéo ra khỏi vị trí bình thường ở phía sau mắt. 2. Tầm nhìn mờ hoặc mờ đột ngột. Tầm nhìn mờ hoặc mờ đột ngột là dấu hiệu điển hình của bệnh thoái hóa điểm vàng. Một bệnh về mắt là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở người lớn tuổi. Thoái hóa điểm vàng xảy ra khi lão hóa gây tổn thương điểm vàng, bộ phận của mắt kiểm soát tầm nhìn thẳng. Nhìn mờ do thoái hóa điểm vàng hoặc một tình trạng nghiêm trọng khác thường phát triển đầu tiên chỉ ở một mắt, nhưng không phải lúc nào mọi người cũng nhận ra trừ khi bạn che từng bên mắt để kiểm tra. 3. Nhìn vật thẳng bị lượn sóng, lồi lõm. Bác sĩ cho biết nếu các vật thể thẳng đột nhiên bị biến dạng, đó thường là triệu chứng của bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác giai đoạn nặng hơn. Nếu bị thoái hóa điểm vàng, bạn cũng có thể nhận thấy một số vùng bị mờ hoặc một điểm trống gần trung tâm tầm nhìn và màu sắc trông kém sáng hơn trước. 4. Song thị, hình ảnh nhân đôi. Nếu bạn thấy hình ảnh cạnh nhau hoặc chồng lên nhau, chắc chắn đó là dấu hiệu cảnh báo thị lực của bạn không ổn. Bác sĩ sẽ kiểm tra hiện tượng song thị của bạn ở một bên mắt hoặc cả hai bên. Song thị một mắt có thể do bởi hội chứng khô mắt, giai đoạn đầu bị đục thủy tinh thể hoặc sự thay đổi hình dạng của mắt liên quan đến tuổi tác. 5. Mắt đỏ hoặc sưng tấy nghiêm trọng. Trong nhiều trường hợp, mẩn đỏ và sưng tấy là do những nguyên nhân tương đối dễ điều trị, chẳng hạn như hội chứng khô mắt hoặc viêm kết mạc, đau mắt đỏ. Tuy nhiên, nếu mắt bạn rất đỏ hoặc sưng cũng không loại trừ dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, điều quan trọng là phải đi kiểm tra. Thủ phạm đáng lo ngại nhất sẽ là tình trạng viêm mắt, chẳng hạn như viêm màng bồ đào hoặc viêm củng mạc.